Chiều nay 12 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến thường trực chính phủ với các bộ ngành và 15 địa phương về tình hình và các biện pháp mới phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng cho rằng vừa qua, các bộ ngành địa phương đã triển khai phòng chống dịch tích cực, nhất là ngành y tế và một số địa phương có ca dương tính đã khoanh vùng dập dịch tích cực, đặc biệt xét nghiệm nhanh trên diện rộng. Nhiều nơi đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm tốt công tác phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nhận định, trong những ngày gần đây, số trường hợp mắc mới ghi nhận giảm. Mặc dù đợt dịch này đã từng bước được kiểm soát và hạn chế được khả năng lây lan rộng ra cộng đồng, tuy nhiên trong thời gian tới, vẫn có thể sẽ tiếp tục xuất hiện các trường hợp mắc bệnh rải rác từ các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 chưa được phát hiện trong cộng đồng. Tuần này và có thể là giữa tuần sau đến giữa tuần sau sẽ là những cái đỉnh mà chúng ta cần phải quan tâm. Vậy, những biện pháp nào đã được tiếp tục để mà đảm bảo công cuộc này thành công? Và cũng từ cái đợt dịch vừa xuất hiện, chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm nào, những cái biện pháp mạnh mẽ nào để kịp thời hơn, để đề phòng cái làn sóng thứ ba cũng có thể xuất hiện. Bộ Y tế cũng khuyến cáo, trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh trên thế giới và tại Việt Nam vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, các địa phương cần khẩn trương, kịp thời, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia, phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan. Tăng cường công tác truy vết, quản lý, thực hiện cách ly y tế tập trung các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng một cách hiệu quả, triển khai phương pháp xét nghiệm mẫu gộp để giảm tải, tăng số lượng mẫu xét nghiệm và tiết kiệm nguồn lực.